Bà chị đâu? Bà chị ngủ rồi. Bà mình ngủ rồi nha mọi người nha. Sao em tìm phở bò chị không xa? Thì tí nữa chị gắn lại nhé. Trời ơi, cảm ơn Thắng Phương nha, đã tặng quà mình. Trời ơi, cảm ơn bạn gì sốt nha, cảm ơn Đông Doãn nha. Trời ơi, cảm ơn 2007 đã tặng mình bông nha. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Gắn tiểu sử đi cho dễ tìm. Mình gắn rồi á, nhưng mà nó không không nổi chữ. Để tí mình xem lại nào nhá. Mình cận gần 3 độ nha. Gần 3 độ mọi người ạ. Em đang ở Phú Bình, Thái Nguyên anh ạ. Phú Bình, Thái Nguyên nha. Chị ơi, chị em tham gia với đi không? Chị không nhận like với ai đâu. Thái Nguyên cách Thái Bình mấy cây nhỉ? Mình cũng không biết nữa. Chào Minh Phúc nha. Chào bạn đuôi 56 nha. Chào ơi, mọi người tin tin cho mình. Ôi, cái gì vậy? Chụp. Ôi. Trời ơi. Ai nhanh tay nhanh mắt chụp lại hộ mình đi. Vừa lấy chụp chụp hộ mình được không? Buồn thế. Vừa lấy có cái có dâu. Cao vồi đúng rồi. Trời đất ơi. Mọi người tí nữa có ai tặng quà mình trái tim này, mọi người chụp hộ mình nha. Chị quen chị Kim Hấu không? Chị không, chị chỉ từng xem thôi. Trời ơi, mọi người nhớ đấy, tí nữa có ai tặng tặng đấy. Chụp hộ mình chưa? Chụp hộ mình chưa? Trời ơi, cảm ơn bạn Hùng nha. Chụp chụp hộ mình nha, xong gửi in gói cho mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Nóng ghê. Có râu cơ. Có râu đấy, không biết vừa lấy ai tặng mình ý. Cảm ơn bạn Duy nha. Không biết có dâu đấy ai vừa tặng mình ý. Mình chưa thì cảm ơn cái bạn vừa tặng mình bộ dâu nha. Cảm ơn rất nhiều. Trời ơi, cảm ơn bạn Hùng nha. Tặng mình hơi nhiều. Cảm ơn bạn Hùng ạ. Lấy cái có râu đi chụp cho. Lần gì có ai cho nữa mà lấy. Xin có trời, cảm ơn bạn nha, bạn Ngọc Ánh nha. Em chụp ảnh rồi, cảm ơn em nha, tí nữa gửi ảnh qua in gò hộ chị nha, cảm ơn mọi người nhiều. Hello, Kim Ly, Khánh Ly nha, trời ơi, xin lỗi chị nhầm là Kim Ly. Hello Khánh Ly nha. Mày tao nghe thích hơn, nhưng mà nhiều người không thích mày tao ấy mọi người ơi. Đấy. Mình không nhận like chung với ai đâu nha, nên là mọi người đừng có mời mình nha. Mọi người mời mình cũng không chấp nhận đâu. Mình không thích like chung đâu nha. Trời ơi, cảm ơn bạn. Giờ giờ hát. Chúc chúc chúc. Ôi chẳng anh ơi, chúc chứ. Chúc chứ vậy. Trời ơi, cảm ơn bạn gì nha. Người ta không chửi đâu, người ta chửi đấy. Có ai vừa chụp được cho mình chưa? Trời ơi, chào bạn Good Vlog nha. Cảm ơn anh Phong đã cho mình bông hồng nha. Chào Sóc Yêu Em nha. Trời ơi, mọi người không chụp cho mình à? Buồn thế. Mọi người phải chụp à, mọi người chụp cho mình chứ. Buồn thật đấy. Cái này thì ai biết là mình có bộ râu. Cảm ơn bạn Bảo Thanh nha, Bảo Thanh nha, đã cho mình cái bắn tim. Người tim cho mình đi mọi người ơi. Người tim đẩy view lên cho mình với. Chào em nha. Em xin thế, cảm ơn em. Cảm ơn anh nha, em cảm ơn anh nha. Hôm nào xuống Hà Nội và anh chơi, em chưa biết nữa. Chị ơi sao bơi mà ăn nhiều bánh rán vậy mà không tiểu đường, chị không biết là sao chị biết được. Đi cây đi chị không thích đi cây đâu. Cảm ơn bạn Hùng 36 nha, trời ơi, đáng yêu dữ. Cảm ơn mọi người nha. Trời ơi, chú cho mình đi. Chú cho mình đi mọi người, trời ơi. Chụp họ đi mà.
Phở bò chị là cái gì nhỉ? Phở bò chị là Nguyễn Trang nha mọi người nha.